Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Nhận định bóng đá Nam Định với Hà Tĩnh, 18 giờ ngày 1 tháng 10, không thể sẩy chân. Nam Định và Hà Tĩnh đều thừa hiểu sẽ đối mặt với áp lực cực kỳ lớn nếu như thua trong cuộc chạm trán với nhau ở thế dựa lưng tường này. Sau chuỗi trận bết bát dưới thời huấn luyện viên Văn Sĩ, Nam Định dễ thở hơn đôi chút kể từ khi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếp quản ghế nóng ở Thiên Trường. Dưới sự dẫn dắt của cựu trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo, đội bóng Thành Nam tạm vượt qua khó khăn nhờ hai chiến thắng quan trọng trước SHB và thành phố Hồ Chí Minh. Với 6 điểm có được, Nam Định từ vị trí áp chót đã vươn lên đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, tuần trăng mật của huấn luyện viên Hồng Việt cùng Nam Định cũng đã sớm khép lại. Trong chuyến làm khách gần nhất đến sân Hàng Đẫy, Nam Định đã phải nhận thất bại 0-4 trước Viettel. Trận thua này dường như đã kéo đội bóng Thành Nam xuống mặt đất sau hai chiến thắng ấn tượng. Với 16 điểm, Nam Định vẫn xếp trên Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn. Tuy nhiên, khoảng cách về điểm số giữa họ và các đội bóng phía sau chỉ có từ 1 đến 3 điểm. Thậm chí, dù hơn Hà Tĩnh 1 điểm, nhưng Nam Định đang thi đấu nhiều hơn đối thủ này một trận. Thế nên, cuộc tiếp đón Hà Tĩnh sắp tới có ý nghĩa cực quan trọng với Nam Định. Nếu thắng Nam Định sẽ vượt lên, còn thất bại, họ sẽ để chính đối thủ dìm xuống ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh cũng đang trong tình cảnh tương tự. Dù có lợi thế vẫn còn một trận chưa đá nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, đội bóng núi Hồng mới là ứng viên có nguy cơ cao trong cuộc đua trụ lại V-League mùa này. Không được phép thua là mệnh lệnh bắt buộc với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Bởi nếu thất bại, Hà Tĩnh sẽ bị lụt sâu xuống đáy bảng, thậm chí là có nguy cơ để Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vượt lên ngay sau vòng này. So về tương quan lực lượng, cả Nam Định và Tĩnh đều được đánh giá ngang ngửa nhau. Chất lượng ngoại binh của hai đội cũng không có sự vượt trội nào đáng kể. Tuy nhiên, Nam Định có lợi thế sân nhà và đây là cơ hội tốt để đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đặt niềm tin và quyết tâm để hướng đến 3 điểm trọn vẹn. Dẫu vậy, khi bị rơi vào thế không còn đường lùi, Hà Tĩnh chắc chắn cũng sẽ chiến đấu với những gì tốt nhất có thể để ít nhất không thể trắng tay khi rời Thiên Trường. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào về cặp đấu trên hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 24/7 nhé!